Xin chào tất cả mọi người, mình là Võ Thanh Mẫn Official. Mình là Trung Trần. Hiện tại anh em tụi mình đang có mặt tại một trong ngôi chùa đẹp nhất huyện Hóc Môn, chùa Pháp Bủ. Mọi người hãy cùng theo chân tụi mình để mà cùng khám phá ngôi chùa Pháp Bủ có gì đặc biệt nha. Let's go. Chùa Pháp Bủ tọa lạc tại số 1 đường Bùi Công Trần, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Pháp Bủ được thành lập vào năm 1971, lễ khởi công đại trùng tu vào năm 2001. Trải qua 9 năm xây dựng, đến năm 2009 mới hoàn thành. Trước kia nơi đây cũng thuộc vào những vùng sâu vùng xa của thành phố. Thành phần tín đồ mộ đạo rất đông, nhưng ít ai hiểu rõ về giáo pháp của Phật. Do vậy, với sự khát khao được tắm mình trong biển Pháp, các em về đăng ký tham gia học khá đông. Ngôi chùa nguy nga đã bắt đầu có tiếng niệm Phật, có tiếng cười đùa của con trẻ. Đã qua nhiều năm, Đại Đức Thích Thiện Hạnh mang trong mình hoài bão của một người con Phật. Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài. Nhưng vì các hoạt động Phật sự của chùa chưa xong, công trình ngôi Tam Bảo còn dang dở, nên Đại Đức tạm gác lại những hoạt động hoằng pháp tại bổn tự. Đến nay đã thấy ngôi Tam Bảo đã có nơi cho tín đồ tu học, Đại Đức bắt đầu mở khóa tu như đạo tràng Tụng Lương Hoàng Xám, hội Tịnh Độ, đạo tràng tu Bát Quan Trai, tổ chức thuyết giảng cho thính chúng. Đặc biệt gần đây, Đại Đức chính thức mở lớp giáo lý dành cho các em thanh thiếu niên tại địa phương để đến chùa tu học vào chiều thứ bảy và chiều chủ nhật. Để làm tốt các Phật sự này, Đại Đức đã thỉnh mời chư vị tăng ni trẻ tại huyện Hóc Môn và các quận huyện khác tham gia giảng dạy, sinh hoạt cùng các em. Trung Trần mến chúc cả nhà nhiều hoan hỷ và nhiều an lạc trong cuộc sống. Nếu có yêu thương và mến mộ Phật giáo thì cả nhà hãy cho Trung Trần một lượt thích và bấm nút đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Mời cả nhà tiếp tục xem video nha.